cập nhật mấy con bảy chầu với beta bùng binh đi ạ. Rồi ok luôn, hôm nay mình sẽ cập nhật nha. Hôm bữa có đi Bình Dương vớt được mấy bà beta bùng binh nè. Đó, một bà thì nhảy ra mất tiêu, còn bà này nè hôm nay bệnh luôn rồi mấy ông ơi. Còn mấy bà bảy chầu thì rất là khỏe nha. Còn con beta bùng binh kia chắc nó không có quen cái môi trường của nó rồi. Nó thích ở cái nước mà có dòng chảy á mấy ông. Còn mấy con bảy chầu á thì mình nuôi hoài nó cũng không lên màu tự nhiên. Đây nè, đó, nó với cái con Alan đang giỡn với nhau nè mấy ông. Nó rất là sung luôn, nhưng mà cái bộ màu nó về với cái nước của mình nuôi á, nó không có được đậm nha. Ở ngoài môi trường á, nó xanh rất là đẹp luôn. Thôi chuyến này á, thả hết mấy bà bảy chầu, vớt mấy em lia hê về nuôi coi bộ có lý á. Bữa giờ đi vớt lia hê cũng có nhiều anh em hỏi mua, nhưng mà mình á, chia cho anh em á, mấy con hoang dã hái này thôi nha. Chứ lia hê mình vớt chơi chơi à, đó đâu có nhiều đâu mà chia anh em. Thì mấy cái dòng hoang dã hái này mình ép ra thì mình có nhiều nha, nhưng mà cũng tuyển lọc mấy cái bộ phơm thiệt là đẹp à, mình mới lên keo chia cho anh em. Với mấy con giạt giạt là mình cũng thả hết trơn à. Mình giữ lại mấy cái con mà phơm ok đồ hết á, mình mới chia cho anh em nha. Đây, như mấy con Alien này nè, bộ phơm như con beta luôn, đã rồi chưa mấy ông. Còn mấy bà beta thì vẫn ép bình thường nha. Mới ép lại mấy bài Red Fancy Copper nè, Dumbo Coin Nemo với Nemo Metallic nha. Ở đây thì tôi ép trong tăng 100 lít. Cứ cái khùng nào mà trống là tôi thả vô tôi ép à, không có bỏ trống khùng nào hết nha. Quá trời bọt luôn nè, trứng quá trời trứng luôn. Quay lại với mấy bà beta bùng binh với bảy chầu á, thì chuyến này á, mình đem mình phóng sanh ra tự nhiên hết nha, cho tụi nó về với tự nhiên luôn chứ không có nuôi nữa.